Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Phụ nữ Điện Biên số tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chuyên mục kỳ này, sau phần tổng hợp các hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp thời gian qua, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Những phụ nữ làm kinh tế giỏi ở tuần giáo. Phần cuối chuyên mục là những ghi nhận về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ ở thành phố Điện Biên Phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên vừa phối hợp tổ chức truyền thông về giảm nghèo đa chiều cho hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Trà. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu hàng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, khẩn trương thực hiện tiêu chí không đói nghèo, tiếp tục thực hiện các đề án 939, đề án 938, đề án 01, dự án 8 để thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan tới phụ nữ và trẻ em, nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và trẻ em trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp hội tập trung thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tham gia thương mại điện tử, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, năng lực tự học hỏi, tự tiếp cận với các dịch vụ xã hội, dạy nghề, việc làm phù hợp với tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh của hội viên phụ nữ. Tập trung vào các hoạt động hỗ trợ mô hình đa dạng hóa sinh kế, các mô hình tổ nhóm tiết kiệm vay vốn ở cơ sở, phụ nữ khởi nghiệp, giúp chị em duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo kế hoạch năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự kiến sẽ thành lập 8 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường học thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn. Trong đó, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ư, huyện Điện Biên là đơn vị được lựa chọn để triển khai mô hình điểm trước khi nhân rộng. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi là một mô hình của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chọn để trực tiếp chỉ đạo. Mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hoạt động của mô hình, hỗ trợ chính quyền và các ban ngành địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ. Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình và thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ tại địa phương. Trong đó, mỗi thành viên câu lạc bộ chính là những hạt nhân tiên phong trong việc thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, mạnh dạn lên tiếng bài trừ những thói quen, tập tục lạc hậu, có hại trong đời sống như nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em và các hoạt động mua bán người. Là một trong 10 dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Dự án 8 được tỉnh Điện Biên triển khai tại 92 xã và 954 thôn bản đặc biệt khó khăn. Với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp được xây dựng, dự án tập trung vào việc tuyên truyền, vận động, thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Song song với đó là xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án từ năm 2021 đến năm 2025 là hơn 112 tỷ đồng. Do các hoạt động được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng, vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, dự án 8 bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước giải quyết có hiệu quả hơn các vấn đề bất bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh. Thành lập các tổ truyền thông cộng đồng là một nội dung của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Mỗi tổ truyền thông cộng đồng gồm có 10 thành viên do bí thư chi bộ hoặc trưởng bản trực tiếp làm tổ trưởng.
tổ viên là chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể và những người có uy tín tại các bản. Tổ có nhiệm vụ thu thập, nắm bắt thông tin của người dân, xác định được những định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại, những vấn đề xã hội cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng để tuyên truyền, vận động thay đổi, tháo gỡ. Dự kiến từ nay đến năm 2025, huyện Mường Ảng sẽ thành lập và ra mắt đưa vào hoạt động hiệu quả 39 tổ truyền thông cộng đồng tại 92 bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế đã lan tỏa sâu sắc trong cán bộ hội viên phụ nữ huyện Tuần Giáo. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó và sự hỗ trợ tiếp sức từ các chương trình dự án của các tổ chức hội, nhiều người đã xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, trở thành những hộ có kinh tế khá. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo hiện có trên 15.600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 20 cơ sở hội và gần 120 chi hội. Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cách nghĩ cách làm, đẩy mạnh triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Trong đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được vận dụng sáng tạo, linh hoạt, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tấm gương điển hình đầu tiên trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo, chúng tôi muốn giới thiệu là gia đình chị Lò Thị Tuyết. Một trong những người mạnh dạn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở bản Bó, xã Triềng Đông. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con ở xã miền núi, nhưng quyết tâm làm giàu ngay trên quê hương được hình thành từ rất sớm. Do vậy, ngay từ khi mới xây dựng gia đình, chị Tuyết mạnh dạn bàn bạc với chồng đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, đào ao thả cá. Khi đã có chút vốn liếng, chị tiếp tục đầu tư mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa để nâng cao thu nhập. Ngoài nguồn thu chính là 3 lứa lợn thịt xuất bán đều đặn mỗi năm, từ ao cá và đàn gia cầm cũng mang đến nguồn thu nhập đáng kể. Sau khi đã trừ tất cả các khoản chi phí, mỗi năm gia đình chị Tuyết đều dành ra được khoản tích lũy từ 70 đến 80 triệu đồng. Trước đây thì tôi cũng khó khăn khi chưa tham gia lớp hội viên của phụ nữ, và sau khi tôi được tham gia và học hỏi nhiều chị em phụ nữ trong các hội viên thì tôi cũng là áp dụng vào chăn nuôi gia súc gia cầm trong gia đình và bán hàng tạp hóa để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình con cái đi học. Còn đây là hội viên Vừ Thị Thái ở bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình. Sau khi được cấp ủy chính quyền và hội phụ nữ huyện động viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình chị đã mạnh dạn đưa cây cà phê vào trồng trên diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả. Ngay trong thời điểm cây cà phê cho thu nhập tốt, nhờ nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, chị Thái mạnh dạn cùng với gia đình tiếp tục phát triển chăn nuôi lợn. Hệ thống chuồng trại được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, đảm bảo các yếu tố về vệ sinh môi trường. Bên cạnh nguồn thu nhập từ 6 hectare cà phê trong thời kỳ kinh doanh ổn định của gia đình đang sở hữu, hàng năm, gia đình chị Thái cung ứng ra thị trường hàng trăm con lợn giống bản địa, với khoản thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Hiện gia đình chị Thái đã dựng được nhà cửa khang trang, mua được ô tô làm dịch vụ vận tải hàng hóa, phục vụ gia đình và người dân trong bản. Trước đây thì gia đình tôi còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi thông qua sách báo thì trồng cây cà phê và chăn nuôi lợn sinh sản thì đã giúp gia đình tôi cải thiện về kinh tế, nuôi dạy con cái ăn học tốt hơn, thu nhập ổn định hơn so với trồng ngô lúa. Sau khi có kinh nghiệm thì tôi cũng đã chia sẻ cho hội viên trong chi hội học tập và làm theo ạ. Mô hình kinh tế tổng hợp là hướng đi được gia đình chị Điêu Thị Nguyễn ở bản Hòm Hốc, xã Mường Mùn lựa chọn làm sinh kế. Sau nhiều năm nỗ lực chịu thương chịu khó, hiện tại gia đình người phụ nữ này đã sở hữu hàng chục con trâu bò, một ao cá, 6 con lợn và hàng trăm con gia cầm các loại. Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình đều được tận dụng khai thác để trồng cây lương thực, rau màu, trồng cây ăn quả và trồng cỏ làm thức ăn cho đại gia súc, tùy theo điều kiện thổ nhưỡng.
một số loại máy móc phục vụ sản xuất cũng đã được mua sắm để nâng cao hiệu suất lao động. Từ đó, thu nhập hàng năm sau khi đã trừ chi phí của gia đình chị Nguyễn không ngừng được nâng lên. Trong thời gian qua, gia đình tôi nhờ sự quan tâm của chi bộ và các cấp ngành, chi hội phụ nữ xã, gia đình tôi cũng vươn lên thoát nghèo và chăn nuôi, nuôi cá, trâu bò, lợn, vịt, chăn nuôi trồng trọt thì tôi cũng có học một lớp dạy nghề trồng trọt rồi tôi áp dụng rồi xong tôi trồng trọt cây vườn cam ăn cây ăn quả. Gia đình tôi đã thoát nghèo rồi nuôi con cái ăn học đầy đủ. Đến với mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Lù Thị Sương, bản Triềng Trung, điều khiến chúng tôi và nhiều người khâm phục và ấn tượng là trang trại chăn nuôi này được tạo dựng bằng chính nghị lực vượt khó của một người phụ nữ nhỏ nhắn và vẫn còn khá trẻ. Từng là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn được Hội Phụ Nữ Thị Trấn Tuần Giáo hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn. Chị Sương mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá và trồng rừng. Nhờ chịu khó học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đều đặn xuất bán 2 lứa lợn và gà thịt mỗi năm, kết hợp với nguồn thu từ ao cá. 5 năm trở lại đây, thu nhập hàng năm của gia đình chị Sương đạt tới 150 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Sương còn là người phụ nữ biết cách chăm lo, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đồng thời tích cực nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương và các cấp hội phụ nữ phát động. Nhiều năm liền, gia đình chị Sương được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Bản thân chị cũng đã được vinh danh là nhân tố điển hình về phát triển kinh tế, luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua tìm hiểu báo đài và các chỗ kinh tế khác nhau thì tôi cũng đã tìm hiểu và áp dụng vào kinh tế của gia đình nhà mình và phát triển chăn nuôi vườn ao chuồng và nâng cao thu nhập cho gia đình và con cái được ăn học đầy đủ và gia đình tôi cũng thu nhập khá ổn. Có thể nói trên đây chỉ là một trong số rất ít những tấm gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi hiện có ở huyện Tuần Giáo mà chúng tôi có điều kiện giới thiệu trong khuôn khổ phóng sự này. Bởi chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo đã có thêm hàng chục gia đình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi được công nhận. Mỗi người tuy có những cách làm kinh tế khác nhau, song đều có điểm chung là đã thể hiện rõ ý chí, nghị lực và tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính những vùng đất nơi mình đã sinh ra. Với sự cố gắng vươn lên của phụ nữ trên địa bàn huyện thì đã có nhiều chị thoát nghèo, làm giàu cho gia đình. Thì vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều chị, nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Điều kiện từ đấy thì cũng ngày càng được cải thiện hơn và có những hộ có thu nhập từ mấy chục đến hàng trăm triệu trên một năm. Riêng đầu năm 2023 thì trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có thêm 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Với việc được triển khai ngày càng rộng khắp, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, nhằm tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn quỹ hỗ trợ. Cùng với đó là sát cánh đồng hành giúp chị em phụ nữ lan tỏa ngày càng sâu rộng những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên của mình. Trong phần thời lượng còn lại của chuyên mục Phụ nữ Điện Biên kỳ này sẽ là một số ghi nhận thực tế tại thành phố Điện Biên Phủ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là một buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật của Hội Phụ nữ xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tổ chức tại chi hội Bản Phiêng Lơi. Tại buổi tuyên truyền,
nhiều văn bản chính sách pháp luật của nhà nước đã được triển khai đến hội viên. Với nội dung phong phú như luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước cho trẻ, đến tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình. Tổ chức rất là nhiều mô hình và câu lạc bộ. Thì mô hình pháp luật thì chúng tôi triển khai tất cả luật để chị em nắm được. Thông qua các cái buổi tuyên truyền cũng như buổi sinh hoạt về pháp luật, đồng ghép sinh hoạt với chi hội phụ nữ, thì từ đó nhận thức của chị em ngày càng được nâng lên. Chị em thì con em bảo ban con em là không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật an toàn giao thông, thì từ đây thì cũng ít vụ xảy ra trên địa bàn. Trên đi xuống tuyên truyền bên pháp luật thì riêng bản thân tôi thì cũng được nghe tuyên truyền, bản thân tôi cũng được chấp hành theo pháp luật. Về nhà thì tôi cũng được tuyên truyền với con cháu với trong gia đình để đi học hành này, đi đến nơi về đến chốn không được đánh nhau với bạn bè. Tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, Hội Phụ nữ phường đã thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, thu hút hơn 50 thành viên tham gia. Thành viên của câu lạc bộ gồm hội viên phụ nữ, cán bộ tư pháp và công an phường. Định kỳ mỗi tháng, ngoài hình thức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, các thành viên câu lạc bộ còn dành thời gian xuống từng nhà hội viên để tuyên truyền trực tiếp. Nhờ đó, rất nhiều kiến thức pháp luật đã được triển khai sâu rộng đến đông đảo hội viên của các chi hội. Câu lạc bộ đã tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới toàn thể hội viên phụ nữ, đặc biệt là nhân dân trong địa bàn phường về các văn bản pháp luật như văn bản phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cùng với đó, câu lạc bộ cũng đã phối hợp với công an phường theo nghị quyết liên tịch số 01 của Bộ Công an về thực hiện các văn bản pháp luật và phối hợp với tư pháp phường trong công tác tập huấn cho các tuyên truyền viên về triển khai các văn bản pháp luật tới toàn thể cán bộ hội viên. Công an phường và Hội Phụ nữ phường Mường Thanh đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp trong cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên, hội phụ nữ từ phường đến các tổ dân phố. Thì qua cái kế hoạch đấy thì định kỳ hàng tháng, hàng quý thì công an phường cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự nói chung và pháp luật về hình sự, về ma túy, về an toàn giao thông, về bảo vệ môi trường cho các thành viên hội viên của Hội Phụ nữ phường. Để qua đó thì nhằm nâng cao cái nhận thức, cái ý thức, trách nhiệm của từng hội viên đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là cái trách nhiệm trong cái việc mà phòng ngừa tội phạm. Tôi cũng được là bên công an phường với phụ nữ phường xuống tuyên truyền trong hộ gia đình là về an toàn giao thông này, với lại bên pháp luật nữa. Thế xong là chúng tôi cũng sẽ cố gắng là dạy bảo các con cháu để làm tốt những cái việc như tuyên truyền. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ đã thành lập được 10 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật tại các chi hội. Song song với đó, hội còn đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền pháp luật đến hội viên. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 600 lượt hội viên. Từ hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giúp chị em chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng hạt nhân gia đình vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Phụ nữ Điện Biên kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.